Hội nghị đã thống nhất thời gian dự kiến tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 là từ ngày 8 đến 9 tháng 10 năm 2022, tức từ 13 đến 14 tháng 9 năm Nhâm Dần, địa điểm Trung tâm Văn hóa tỉnh tại thành phố Bà Rịa. Chư Tôn Đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự sẽ tham gia suy cử thành phần nhân sự nhiệm kỳ 7. Theo đó, nhân sự đại hội phải đảm bảo có đầy đủ uy tín, kinh nghiệm, năng lực, đạo đức và trẻ hóa mang tính sáng tạo, kế thừa, giúp hoàn thành các hoạt động Phật sự và xã hội theo các nghị quyết và phương hướng của giáo hội đề ra. Kinh phí tổ chức đại hội sẽ không vận động từ các quận huyện mà trích từ quỹ của Ban Trị sự tỉnh và sự đóng góp từ Chư Tôn Đức hảo tâm.